tả tơi luôn các bạn ơi. Hôm nay ngày nghỉ của MC các bạn ơi, thứ tư, mưa tầm tả tả tơi luôn, mưa hồi sáng tới giờ luôn á các bạn. Đây nè, ở ngoài 46 độ các bạn ơi, 46 độ F, mới có 3 giờ 7 phút chiều, nhưng mà mưa là hồi sáng tới giờ luôn các bạn nhé. Cái ngày nghỉ của MC cần làm nhiều công việc, mà mưa kiểu này ướt áo ướt quần hết luôn rồi, kiểu này là xong hàng luôn, không có làm chuyện gì được hết các bạn ơi. Từng làm 6 ngày nghỉ được có thứ tư à, hiện nay nghỉ chỉ có một ngày, tạm thời một ngày à. Bây giờ mưa tầm tã, mưa tả tơi luôn các bạn. Mình đi chợ bố này kia, đi shopping này kia, lặt vặt mà ra đường ướt nhẹp hết luôn các bạn. Đúng là cái ngày xui xẻo, cái ngày mình nghỉ là lại bị mưa lúc nào cũng vậy. Hết mưa thì cũng gió bão hay là cũng bị đi bác sĩ làm răng này kia nọ, đủ thứ hết các bạn ơi. Đúng là mình đúng là sanh ra sanh nhầm thế kỷ thì đúng hơn các bạn. Trời mưa này chạy lẹ nguy hiểm các bạn nhé. Mình sẽ chạy chỉ khoảng 60-65 dặm một giờ thôi các bạn. Giờ phải chạy đường trong nè. Đó. Chạy đường ngoài xe nhiều quá chạy ẩu quá các bạn. Ví dụ mà chạy thắng mà gấp quá đó, bánh xe nó trơn, nó quay đầu xe là xảy ra tai nạn là mệt nữa. Hôm nay là 47 độ F, cũng lạnh. Đó. Này MC đi đường trong nè các bạn. Mưa tầm tã, mưa tả tơi, mưa tơi tả, mưa tơi tả tơi bời luôn. Ngày nghỉ chẳng làm được gì hết các bạn ơi. Vì trong tuần có ngày nghỉ để mình đi chợ búa này kia, đi shopping, đi bác sĩ, đi cần thiết những cái gì mình cần thiết mình làm dồn trong một ngày các bạn. Gặp mưa kiểu này là xong hàng rồi các bạn thấy không nè. Đường trơn, ướt nhẹp, nước, mưa, lạnh nữa các bạn chứ không phải là mưa không đâu. Gió thì không có, hôm nay không có gió, chỉ có mưa, mưa cả ngày luôn á các bạn. Mưa lạnh, 47 độ đây các bạn, đây nè, bạn nhìn nè, giờ 3 giờ 10, 47 độ F. Lòng vòng cũng nói chung là đi cũng chợ búa chút đỉnh, nhưng mà có xe cộ thì cũng không dám mưa các bạn, tại xe họ để ngoài á, vì mưa gió kiểu này để vô xe mình giật ướt nhem ướt mẻm luôn. Cái thứ hai nữa, nhà cũng nhiều xe chưa sửa nữa, cũng cần còn cũng đâu hơn chục chiếc chưa có sửa chữa gì hết các bạn, cũ có mới có. Chắc này về kiếm gì ăn rồi lấy quần áo ra coi có cần giặt giũ không, có cần ủi không, rồi hết một ngày các bạn. Thì cái mùa thu này nó cực, mưa đã dơ giấy làm cho người ta trong nhà không muốn đi đâu hết các bạn. Chưa tính nữa là đi cái nghề neo này, cái mấy mùa này cũng chậm các bạn ơi. Ra ngoài trời lạnh lẽo, mưa gió, ướt nhem như con chuột. Ai mà vô tiệm neo mà làm đâu, có cách khứa nào vô tiệm neo đâu. Chắc 100 người dữ lắm, được 10 mấy người dữ lắm. Đôi lúc còn được 2-3 con ngày. Cả tiệm luôn nha các bạn nha, MC nói là tổng thể luôn đó.
gặp mấy cái tiệm mà nhỏ hay là không có làm những cái kiểu mẫu lạ mắt, kiểu như nó cạnh tranh đó các bạn, là xong luôn á, không có em mắm nào vô làm neo hết. Thầy thợ nhìn nhau cười hay là ra vô ăn uống luôn, như chùa Bà Đanh luôn á các bạn. Tưởng nó mưa là một chút thôi, là một thời gian nào thôi dừng, giờ mưa cả ngày luôn các bạn, mưa kiểu này. Bởi vì người ta có câu là mưa dầm thấm lâu nè các bạn. Cái đường MC đang đậu chỗ này cảnh sát giữ các bạn. Cái thao nó nhỏ đó các bạn, là cái thành phố nhỏ, không phải cái thành phố, kiểu như cái quận huyện đó các bạn, nhỏ đó, không có bao nhiêu người ở đây. Johnson City Hall nè các bạn, nếu anh chị em nào ở vùng Fairview biết, cảnh sát nó canh giống như cá mập mà canh mồi á các bạn. Ủa, bên này cái cây nó lạ, cái vàng này nó lạ, trên thì rụng ở dưới còn lá giống như bông mai vậy các bạn. Thấy không? Nè, nhìn kỹ các bạn, trên thì nó chuỗi lũi rồi, nó đang rụng á, ở dưới thì còn được phân nửa lá, phân nửa cây có lá. Thì mùa thu rồi, từ từ cây nó vàng đó các bạn, rồi nó nâu, rồi đầu nó đen, rồi nó rụng xuống giống như là nguyên cái bộ xương ma cây vậy đó các bạn, giống giống vậy. Đường này chạy cẩn thận cho 30 các bạn, 30 mile một giờ. Chạy mà lẹ ăn cái dài mau thôi là bắt đầu ở sao nó quay đèn. Tính bữa nay hết tóc thì nhộm đầu cho nó coi trẻ được vài tuổi, mà thôi mưa kiểu này. Sáng thì đi MC đi bác sĩ đâu 12 giờ các bạn, bác sĩ găng á, ham ăn chi mà nhai xương sẩu chi mà cái găng nó bị mẻ, nó bị nứt hoài các bạn ơi, phải đi chám. MC ghét nhất là đi gặp bác sĩ găng mà nó đè mình xuống, nó chích thuốc tê là thấy là phê vậy các bạn, phê phê tê tê giống như con búp bê vậy. Mưa cả ngày, định đi chợ Qua Mạc nè các bạn cũng không đi được nữa, lúc nhem kiểu này đi đâu nữa. Giờ về nhà kiếm gì ăn đi, tính tiếp. À, các bạn thấy không, mấy cây bên đường các bạn để ý, cây thì vàng có, cây xanh có, nâu nâu có, đen đen cũng có, tùy theo cái cây nó chịu cái độ lạnh khoảng bao lâu á các bạn, như cái sức mạnh của nó đó. Với cái cây đó, cái theo cái mùa, nhầm cây ví dụ 4 mùa thì lá nó không có rụng, giống như mấy cây thông chẳng hạn nha các bạn, thì nó không có rụng. Còn những cái cây mà chịu sưng hạ thôi, còn thu đông là nó rụng, thì nó chỉ còn cái bộ cây không mà, chứ không có lá, không có nụ, không có bông hoa gì hết. Nói chung là gì, mưa tầm tã luôn các bạn. Này là cái khu nhà mới nè các bạn, khu chung cư nhà mới ở mắt. MC đang lái xe một tay, còn một tay cầm điện thoại quay các bạn. Mặt đường ướt mem luôn, cái miệng thì để nói chuyện, để chia sẻ với anh chị em. Hôm nay MC cũng định đi rảnh, định đi qua mấy cái hồ này kia interview, quay video để chia sẻ cho anh chị coi. Không ngờ mưa kiểu này đi đâu được nữa, giờ chỉ có về nhà kiếm cái lẩu, lẩu thái hay lẩu canh chua các bạn, lấy thêm chai Hennessy nữa ra nhậu lai gai cho nó ấm lòng người chiến sĩ, cho giờ đi đâu nữa.
là hợp lý nhất thôi. Ra ngoài thì trời mưa cái thứ nhất, cái thứ hai nguy hiểm đó, dễ xảy ra tai nạn lắm các bạn. Thiệt, đúng là ở Mỹ càng lâu càng chán, được cái thu nhập nó khá hơn ở Việt Nam mấy nước khác nhiều các bạn. Nói chung là như vậy, như công việc của MC làm nail cũng dễ. Nói chung nó dễ thì cái từ mình nói dễ cho nghe dễ hiểu, dễ cho nó bớt áp lực, chứ thật sự cái nghề nào cũng có cái nỗi khổ của nó nghe các bạn nha. Nếu anh chị em nào trong nghề nail thì sẽ hiểu. Mới vô nghề cũng ngồi mà ngậm trái ớt cay á các bạn. Nhiều chuyện xảy ra các bạn ơi. Nail nói không hết đâu các bạn ơi. MC cũng làm mấy clip trước rồi đó các bạn. Nail này nó nói không hết đâu. Nói 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 1 tháng, 10 tháng, 10 năm cũng vẫn còn. Vậy cái khúc chuyện, cái câu chuyện về nail nó phức tạp lắm các bạn ơi. Nên MC có cũng như cảm thấy cảm hứng, nó kêu mà cảm hứng lúc nào đầu óc muốn nhả chữ thì nói thôi. Chứ còn lúc mà mình đầu óc bị rối bời, bị áp lực stress này kia mà muốn nói câu nào cũng chẳng được đâu. Nó không có chữ sẵn. Đôi lúc mình tự nhiên mình trong đầu mình nghĩ ra nó muốn nói gì nào cái tự động nhả chữ, nói ngon lành đó các bạn. Tuy là chữ nghĩa không có cao, không có văn chương như những anh chị em có khiếu hay là có miệng khéo nói. MC thì có đâu nói vậy thôi các bạn ơi. Không thêm cũng không bớt các bạn. Tại MC nằm cái dạng nằm trong nghề MC biết. Có sao nói vậy chia sẻ để anh chị em cộng đồng bốn phương rồi người ta coi, người ta học hỏi thêm, hay là biết đâu họ có cái kinh nghiệm gì đó thêm. Chứ thêm muối thêm mắm không giúp anh chị em được mà còn làm cho người ta ghét các bạn, hiểu không? Nói chung là vậy. Mưa tầm tã, mưa tả tơi luôn các bạn ơi. Oh my goodness, không còn lời gì để nói luôn. Giờ MC mua mớ đồ trong xe, không biết có lấy ra được không đây nữa, hay là để trong xe luôn. Nhưng mà đồ thì nó phải cần đem vô nhà chứ, để chống chỗ xe để đổi đồ khác vô, rồi ăn uống chuẩn bị ủi đồ này kia đủ thứ hết các bạn ơi. Mưa. Ơi, càng ngày càng mưa các bạn ơi. Không có thấy bớt mà lại có mưa miết. Đậu kế bên nữa nào. Xe bị trắng này nữa nào, đậu kế bên. Che khuất đó các bạn. Xe trắng này nè. Nó cao nó che khuất, trong khi MC ve xe ra bị nó che cũng nguy hiểm thôi. Nói chung là vậy. Rồi nước này nhóc rồi các bạn. Đó các bạn thấy không nè. Quá trời nước luôn. Giống như cái dòng suối vậy. Đây, khu chung cư MC ở đây. Nhà này thì xì nâu với đứa cháu ở. Mới này cũng 3 giờ 21 rồi đó. Này 3 giờ 21. Để tâm sự với các bạn chút nghe các bạn nha. Chào các bạn con ơi. Đầu óc bơm chơm hết rồi. Trải sáng cũng bóng láng. Đi ra ngoài trời mưa các bạn, ướt mem rồi. Ướt mem như con chuột lộc.
chưa ăn uống gì hết đó bạn. Hôm nay bác sĩ răng đâu qua 12 giờ nó làm, nó chám, nó mài, nó cưa, nó cắt, nó chích thuốc gì đó, ôi tùm lum, cũng đâu 45 phút đó các bạn. Bên đây bây giờ nó còn nhức nè cái răng các bạn. Ủa xin lỗi các bạn, nó ý là nó còn chích thuốc đó, nó còn nôm, nó còn thuốc tê các bạn. Bên trái của MC nè, bây giờ cắn mà mấy cái môi ha, cái mặt thịt mình đó, chứ bên trong đó, mình cũng không biết nữa, tại nó chích thuốc tê ở đâu biết đâu. Ăn hay là cũng phải cẩn thận thôi, cắn nguyên miếng thịt của mình đứt ra mình cũng không biết nữa, tại nó chích thuốc tê các bạn. Mưa quá trời các bạn ơi. Hôm rồi MC nói chung cái nghề neo này MC trở lại làm cũng khoảng 3 tuần các bạn ơi. Hôm bữa MC post mấy cái clip trước á, cũng đăng mấy clip trước á, định bỏ nghề. Nhưng mà MC nghỉ nhà cũng 5 tháng mấy đó các bạn. Sau mùa dịch Covid-19 á, ở nhà thì nó ngay bà hàng xóm cũng giúp xin tiền thất nghiệp, cũng có tiền ăn uống đồ cũng ok. Thì nói chung có tiền ra vô các bạn. Thì nhờ cũng mua bán một mớ xe các bạn. Cũng có tiền ra vô mua phụ kiện, mua xe rồi. Rồi học được cái nghề nữa các bạn. MC đam mê cũng thích, nhưng mà mình phải có sự kiên nhẫn nha các bạn nha. Chứ không phải nói đam mê không, nhưng mà mình phải có sự kiên nhẫn, cần cù, chịu khó học hỏi các bạn nha. Ví dụ mình mà bị kẹt bí quá, cũng như mấy cái mà mình chưa biết á, khó khăn á, thì MC lên YouTube bấm, thí dụ về cái phần nào mình còn yếu đó các bạn, mình không biết á, thì mình bấm lên YouTube. Thì cái thời đại này các bạn ơi, cái thời đại này 4.2 nè. Ủa xin lỗi các bạn, như 4.0 thì phải. Chưa gì MC thêm 2 chấm nữa. Xin lỗi các bạn nha, chưa ăn cơm ăn uống vậy các bạn ơi. 3 giờ 24 rồi. Định vô lấy đồ đi qua nhà bà hàng xóm coi lục cơm nguội có gì ăn đó. Giờ mưa tầm tã không muốn vô nhà luôn các bạn. Đúng là ở Mỹ thì cũng nói chung là nói gỡ cho các bạn biết là cũng tùy theo tiểu bang mình sống. Ví dụ Đông Tây Nam Bắc gì đó, nó không giống như Việt Nam. Cứ mưa rồi nắng, nắng là mưa thôi. Còn ở Mỹ này tùy tiểu bang. Ví dụ Cali không có tuyết, mưa nắng rồi thời tiết tốt, dễ trồng trọt này kia. Hoặc là Florida, New Orleans, Texas. Ví dụ đó các bạn. Còn nói chung là ở tiểu bang Arkansas hiện tại MC đang ở nè, thì có mưa, có nắng. Mấy năm nay có tuyết, nhưng mà mấy năm nay có tuyết mà ít nha các bạn nha. Nói chung là tiểu bang MC ở là 4 mùa luôn. Tất nhiên là xưng hạ thu đông luôn á các bạn nha. Hiện bây giờ thì ở tiểu bang MC ở là mùa thu. Hôm nay cũng như 42 hay 47 độ vậy các bạn, MC cũng quên rồi. Trời mưa luôn. Lạnh lạnh, không quá lạnh cũng hơi lạnh lạnh, mà ướt mem, mưa là nhiều. Không biết ngày tới, ngày kia, ngày nọ, không biết làm sao các bạn ơi. Thì ngày nào hay ngày đó đi. Nhờ có Covid gì MC nghỉ ở nhà cũng tự học hỏi, rồi làm được. Nói chung là tự trau dồi, học thêm được nghề là sửa xe đạp, mua bán xe đạp. Xe đạp cũ mới có, cổ có, đời mới đó có, hiệu có, thường có. Loại nào cũng có, loại mà lạ độc thì MC giữ lại, nói chung là cổ đó các bạn.
Nếu anh chị em nào có lên YouTube vô bấm vô MC Đại Gia các bạn, thì MC thì các bạn sẽ thấy MC Định Post nữa, còn nhiều chiếc xe độc lạ lắm các bạn ơi. Nhưng mà trời kiểu này mùa thu nè, trời âm âm u u á, rồi ở ngoài nó ướt nhẹp ướt mem rồi sao mà quay phim gì được đâu. Thôi đợi hôm nào nếu gáo gáo nè, trời sáng sủa với ngày MC off đó các bạn, ngày MC nghỉ á, thì MC chia sẻ với các bạn. Sẵn MC cũng nói về YouTube channel của MC luôn các bạn nha. Thật sự MC quay video post lên YouTube chia sẻ anh chị em cộng đồng bốn phương coi cho vui về cuộc sống Mỹ, hay là thời tiết, hay là về ví dụ xe cộ này kia, hay là bất cứ gì đó lạ đó các bạn. Thì MC chia sẻ cho anh chị em coi cho vui thôi, chứ thật sự MC chưa từng được lãnh một đồng xu nào bên YouTube hết nha các bạn nha. Với MC cũng không có học trường lối, không có kiểu như chuyên nghiệp mà đi học mà một lớp mà edit video này kia đó các bạn nha. Cái nghề chính của MC là giũa neo, và hiện giờ là sửa chữa xe đạp và mua bán đồ cổ trao đổi nếu thấy hợp lý, mà tùy theo đối tượng và tùy theo món hàng. Nói chung là vậy. Mà MC thì đam mê thích sưu tầm những cái gì độc lạ hiếm, chứ không phải nói cũ thì MC thích cũ không đúng, mà tùy theo cái món đồ, cái giá trị của nó và năm sản xuất hay là nước nào làm, và cái món đó là cái món quặt gì, thí dụ gì đó các bạn. Chứ không phải nói cũ là cho là cổ, cổ rồi cho là hiếm, không có nha các bạn nha. Nếu anh chị em nào dân chơi đồ cổ thì sẽ am hiểu thôi. Nhưng mà nhờ có Covid xảy ra, Covid-19 xảy ra, MC ở nhà cũng 5 tháng mấy, bán cũng được mới xe, cũng được mới tiền chút đỉnh, không có nhiều các bạn ha. Nhưng mà có tiền ra vô để xây sở mọi vấn đề, rồi học được cái nghề sửa xe luôn các bạn, sửa xe đạp. Hiện giờ MC trong nhà, giữa bên nhà MC trong ngoài và bên nhà bà hàng xóm trong ngoài cũng cỡ trên 50 chiếc các bạn, chứ không ít đâu. Xe sửa rồi có, xe chưa sửa có, xe hư có, xe cổ có, xe cũ có, xe hiệu có, xe mới cũng có, xe thường cũng có các bạn, đủ thứ. Đồ phụ kiện thì quá trời các bạn ơi. Hôm bữa MC cũng có quay clip đó các bạn, chia sẻ có post trên YouTube rồi đó, hình như cũng cỡ 2 tuần trước thì phải các bạn. Thôi MC chắc cũng xin tạm dừng clip tại đây các bạn ơi. MC xin chúc các bạn ngày mới luôn vui vẻ, ấm áp và luôn thành công trong mọi lĩnh vực nha các bạn nha. Bye bye các bạn ơi. Bye bye. Ha 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 ha